Về nguyên tắc giữ ấm của em bé thì chúng ta sẽ nhớ là gì ạ? Đầu tiên là lòng bàn tay bàn chân phải ấm. Khi mà thời tiết lạnh thì chúng ta sẽ đi những cái thớt giày. Còn những cái lúc mà thời tiết nó chỉ hơi lạnh một chút thôi thì tốt nhất là bàn chân giữ ấm được bằng những cái thớt mà bằng cô tông thì sẽ là rất là tốt cho em bé. Thứ hai là chúng ta sẽ phải giữ ấm lưng và giữ ấm bụng. Các ông bố bà mẹ cứ lo là con mình bị lạnh. Và vì thế thì mặc rất là nhiều áo vào thì em bé sẽ ra mồ hôi và cái mồ hôi đấy sẽ thấm ngược trở lại và em bé sẽ bị lạnh. Khi em bé ngủ thì đấy là một cái lúc mà em bé rất có thể là sẽ bị lạnh, bởi vì em bé không bao giờ là sẽ nằm yên để ngủ cả. Em bé thường sẽ ngọ nguậy, sẽ đạp cái nọ đạp cái kia ra. Thì chúng ta nên mặc cho em bé khi đi ngủ những cái bộ quần áo nó khá là rộng rãi. Và khi trong mùa lạnh thì chúng ta nên mặc những cái áo dài tay bằng cô tông và những bộ quần áo liền quần hơi rộng hơn một chút. Một trong những cái khoảng thời gian mà chúng tôi thấy rằng là các ông bố và mẹ chưa quan tâm đến trong việc giữ ấm cho trẻ, đấy là sau khi mình tắm cho em bé. Cái khăn mà bố mẹ đưa ra để đỡ lấy đứa trẻ sau khi từ chậu nước ấm lên thì thường không được sưởi ấm. Và như thế thì em bé sẽ lại phải mất cái nhiệt của mình để sưởi ấm cái chăn lên đấy. Vì vậy, đầu tiên là cái phòng của chúng ta phải được làm ấm trước. Sau đó thì chúng ta sử dụng một cái nước mà nó có đủ độ ấm là khoảng từ 36 đến 37 độ, tương đương với cái nhiệt độ của em bé. Và tất cả những cái khăn rồi quần áo mà em bé sẽ mặc sau khi tắm thì các ông bố bà mẹ nên làm cái việc làm ấm lên. Đơn giản là các máy sấy tóc cũng có thể làm ấm lên ạ. Và lúc chúng ta mặc quần áo xong thì em bé của chúng ta vẫn hồng hào tươi tỉnh. Làm như thế nào để cho em bé có thể giữ ấm khi đi đường? Rất nhiều ông bố bà mẹ của chúng ta đã mặc những cái áo rất là to, là dày, nghĩ là như thế thì em bé sẽ ấm. Tuy nhiên rằng chúng ta nên mặc nhiều lớp áo. Các cái khoảng giữa các cái lớp áo sẽ tạo nên một cái lớp không khí, và chính cái lớp không khí đấy như một cái vách ngăn đối với cái lạnh ở bên ngoài và để làm tránh cái sự thoát nhiệt từ bên trong người của chúng ta ra môi trường. Và cái thứ hai là tùy theo cái mức độ khi em bé hoạt động chơi thì chúng ta có thể cởi bớt ra. Trời lạnh thêm thì chúng ta có thể mặc thêm lớp áo vào. Và cái lớp trong cùng của em bé nên được sử dụng bằng một lớp vải áo cô tông. Nó có tác dụng thấm mồ hôi và cũng đồng thời làm ngăn cản cái sự thoát nhiệt từ trong người ra thì em bé sẽ không bị lạnh.